Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Mithai NG đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ nhận cái phần thưởng ở chính là trong cái team này. Và không biết là sẽ họp level mấy đây. Hy vọng sẽ hòm level 5, hòm level 3 anh em ạ. Dạo này anh em có vẻ lười làm quá nhờ. Mới chỉ được hòm level 3 thôi. Như thế này làm sao được op của Vulcan ta. Rồi cho thêm mấy cái op của mấy cái con khủng long này. Mình còn chưa nâng cấp cho nó cơ. Ok, thì mình đã lấy coi ở buổi sáng này rồi. Hình như bây giờ qua cột mốc là 9 giờ đúng không? Thì mình có thể là chơi một bước. Ok, nếu chỉ cần 3 nữa, chỉ cần quay vào đúng vào ô 3 điểm thôi là chúng ta sẽ lấy được cái con rồng Artist Dragon nha, con rồng Legendary nha. Và 3 điểm luôn anh em ạ. Quá kinh. Một phát được luôn này, hay chưa? Rồi, và chúng ta có phần thưởng đó chính là con Artist Dragon. Wow, con rồng đẹp thế nhờ. Cuối cùng đã sở hữu rồi anh em ạ. Oh, và mình còn chưa lấy coin lần cuối cơ. Khá là nhanh chóng nhờ, khá là gọn. Ở đây còn có coi không? À đây còn có game này. Có nên quay lại lấy game không ta? Và mình còn lấy thêm được khoảng là 600 điểm nữa. Chắc không kịp lấy game đâu. Đấy, mình vẫn có thể lấy thêm được coi cơ mà. Một lần lấy coi, còn là một lần xem quảng cáo nữa cũng sẽ lấy được. Rồi chúng ta sẽ lấy vàng này. Làm gì nữa nhỉ? Lấy vàng xong rồi làm cái nhiệm vụ ở trong cái sự kiện luôn. Đây, temporary quest đây. Chúng ta sẽ làm luôn thôi. Đây, thao quest, thao coi quest. Và chúng ta sẽ lựa chọn con Captain Marvel ở phía dưới nha. Đánh tên luôn này. Đấy, nó ra luôn. Cái này vì nó rất là dễ tìm ra được rồng mình cần. Thì cần đánh tên thôi. Đánh mấy chữ cái đầu tiên thôi sẽ hiện ra rồng ngay. Không cần phải tìm theo hệ nữa. Khá là tiện. Captain Marvel 47.000. Con này là 7.600 à. Tiếp tục chúng ta sẽ có Pure Energy. Tấn công nào. Này này, 20.000 máu. Keiko Dragon, con này thì con khủng long rồi. À mà chúng ta cấp độ A cộng rồi. Và mình cũng sẽ không cần phải luyện tập nữa đâu. Cấp độ A cộng rồi này. Cho kiếm thêm được khoảng 100 coi, 50 coi kìa. Quảng cáo thì còn 5 tiếng nữa thì chắc là chúng ta vẫn sẽ kịp xem thêm một lần nữa vậy. Nhưng mà dạng không cần thiết nữa rồi. Tại vì mình đã có con rồng rồi anh em ơi. Và có lẽ là mình sẽ up cái con rồng đấy cho anh em xem nha. Đây, mình sẽ bỏ cái con Primer Dragon 400k này đi này. Sau đó ấn vào cái store này. Đó, và chúng ta sẽ tìm tới cái con rồng mà chúng ta cần. Quả trứng của nó ở đâu nhỉ? Sắp tới. Nó ở gần cuối anh em ạ. Nó tên là gì ta? Nó tên là Artist đúng không? Artist Dragon. Để xem có khi nó còn ở ngay đầu tiên ấy. Fire Fighter này, Necro này, Halloween, Choppy, Santa, Chinese. Không có rồi. Lúc đầu và đầu tiên không có rồi. Chắc chắn là nó ở sẽ tầm ở phía cuối gì đấy. Đâu rồi? À đây rồi, Artist Dragon này rồi. Chính xác là nó đây anh em ạ. Con rồng có hai cái sừng. 47 tiếng nó sẽ up xong con này. Cho sẽ đợi thôi, 47 tiếng sẽ tương đương với 2 ngày. Và nó sẽ nở vào sáng ngày Chủ nhật. Tầm khoảng 9 giờ sáng Chủ nhật là chúng ta sẽ có con này rồi. Ok, thì hôm qua mình bảo anh em đặt tên cho cái con rồng ấy đúng không? Hôm qua là chúng ta muốn đặt tên cho con rồng 3 đầu đúng không? Thì mình sẽ đặt tên nó luôn đi. Mình sẽ cần tìm được cái video hôm qua. Đâu nhỉ? Từ nhanh em. Mình sẽ tìm cái video hôm qua và đặt tên cho cái con rồng ba đầu của chúng ta. Hôm qua chưa đặt tên à? Video sáng qua đúng không nhỉ? Quên rồi. Đúng rồi, chính xác là video sáng hôm qua cơ mà. Phải video chiều qua đâu, chiều qua thì có đặt tên con nào đâu. Đây đúng rồi, chính xác. Sáng hôm qua là sử dụng cái con rồng ba đầu để đi nâng lên một sao. Tam đầu quái vật. Xem nào. Rocket là hoàng kim. Rồi ok. Thiên yết tam long. Tên kiểu Trung Quốc là tận 24 line này. Các bạn huy võ này. Anh ta thấy con rồng là tam địa thế. Ok, xem đặt tên cái gì.
khá nhiều like ở đây. Bị cạp ba đầu hoặc là bọ cạp máy ba đầu được 4 like này. Nhưng mà mình thấy cái tên từ xem nha. Rùa kim cương đây 1 sao, chó ba đầu, chơi Battle Z. Có lẽ mình sẽ chọn cái tên được tận 24 like, có vẻ anh em rất thích cái đấy. Ok, chúng ta sẽ xem nào, rồi mình sẽ đặt tên cho nó là cái gì ạ? Thiên Yết Tam Long. Ok, rồi mình đặt tên là Thiên Yết Tam Long nha. Và mình sẽ cái con đấy là nó à đây, cho ai tìm theo tên được. Chenmus Station, đúng rồi, chính xác. Đây này, tìm theo tên được. Rồi, đây chính xác đây, con hôm qua đây, mình muốn nhờ anh em đặt tên cho con này, đúng không? Đúng rồi. Mẹ tên nó là gì nhỉ? Thiên Yết Tam Long à? Được tận 24 like nhé, cái comment của bạn Huy Võ anh em phải vào đấy mà xem nhá. Thiên Yết Tam Long. Thiên Yết Tam Long, ok. Đấy nhá. Thiên Yết Tam Long này, mình không hiểu cái từ này có nghĩa là gì cơ. Tạm thời đấy đã. Và chúng ta sẽ có một con rồng mới mà muốn cho anh em xem. Đây, để chơi con rồng mới của chúng ta đây. Đây chính là con rồng mới, con Holy Drake. Ôi chết rồi. Light, Ice và Electric à? Full nó. Bây giờ ta sẽ cho vào đâu đây? Mình còn chẳng biết nhét nó vào đâu bây giờ. Chiều nay sẽ diễn ra của Blue Heroic anh em ơi. Tầm khoảng 5 giờ chiều thì nó đã diễn ra rồi. Và chúng ta sẵn sàng thôi. 400 này. Bây giờ mình đi đâu đây? Bây giờ mình đi đâu bây giờ? Chúng ta đi quay ngược trở lại à? Để lấy thêm thức ăn à? Đến được ngay con rồng rồi. Đấy, phá hủy luôn cả cái cắm cờ ở trên đỉnh của cái... cái gì nhỉ? Cái này là cái tòa tháp đúng không? Leo tháp, sự kiện leo tháp đã lâu lắm rồi chúng ta mới thắng được cái sự kiện này. Chúng ta bỏ qua con Ice Saber này, bỏ qua con Braver Dragon này. Con này khá đẹp nhưng mà bỏ qua luôn rồi. Nó epic nhưng mà lấy con Legendary thì vẫn ngon hơn. Iceling, Snowman, gần như bỏ qua hết một con đấy. Không có cái gì khác. Ok, chúng ta sẽ còn hơn 400 điểm. Vẫn có thể lấy thêm coin các bạn đây này. Vẫn có thể lấy thêm coin mà. Tối đa một lần lấy coin là 600 mà, đúng không? Như thế kia chưa đủ đâu. Thì vẫn lấy thêm được, ok đó. Chúng ta xong cái quest này. Bây giờ mình còn Liquid Butter. À đúng rồi, test con mới chứ nhỉ. Vấn đề là hết cái môi trường rồi. Muốn test con này nhưng mà nó là ánh sáng, hệ băng giá và sấm sét. Đây, sấm sét đây. Sấm sét mắc nhiều luôn. Electric cần phải nâng cấp thêm này. Bây giờ không thể cho con nào khác ra ngoài được vì bọn này đều là con không thể sinh sản. À, con Sunny này. Con Sunny Dragon này có thể sinh sản ở này. Và có thể mua trong shop à? Có thể mua được và có thể sinh sản được ạ. Có nên bán nó đi không nhỉ? Con này trong quyển sách này, con này thì không thể nào ấy được rồi. Có lẽ sẽ bán con này đi này hoặc là chuyển nó đi đâu đấy. Thôi cho ai bán con này đi. Con Tesla sinh sản được anh em ạ, đúng không nhỉ? Cái hình này là sinh sản được đúng không? Chắc là vậy đấy. Và ok, mình sẽ cho con mới chúng ta vào, con Holy Dragon ra vào đây. Con này mình chưa có. Nó sẽ cập nhật vào trong cái bảng danh sách tất cả loài rồng mình. Đấy, Holy Dragon. Con này khá đẹp. 400 thôi được 400 coin nữa kìa. Bó tay. Ở đây mình phải nâng cấp đây này. Mình sẽ lấy con Holy nhá. Cho nó ăn lên này. Cho nó tiến hóa thôi. Dạng một của nó sẽ lè lưỡi nhưng mà con rồng như kiểu là bầy sắc cầu vồng ấy nhỉ. Như bị vẽ lên ấy bằng cái kiểu màu nước ấy. Đây là dạng 2. Nó ăn màu đỏ, mình tưởng là máu á. Nó nhổ ra màu đỏ anh em ơi. Có bóng màu đỏ và nó sẽ dậm nát cái quả bóng đấy. Thì ra thế. Step 7 là tiến hóa dạng 3. Đây, là chính xác. Cọ chứ. Sáng choang này. Đấy, ngay là sẽ sáng choang mà. Anh em hãy muốn đặt tên con này là gì hãy comment xuống dưới nhé. Rồi, con em sẽ nâng cấp thêm những cái này cho nó lên cấp cao hơn để cho chứa thêm được một vài con rồng nữa. Hoặc là ví dụ cái này này, nâng cấp lên này. Đấy, đầy ấy mà, đầy đá mà, thiếu gì. Những cái chuồng lớn thì nên nâng cấp hết lên anh em ạ. Ví dụ cái này này, Terra các kiểu đây, 150 này. Nó không tăng diện tích quá nhiều đâu. Thoải mái đi. Duck này, ui, cái này hết. Hết mấy cái cục kia này không thể nâng cấp được. Nước này, nâng cấp lên. C này, mất có 150 rồi, ui, rẻ này. Nâng cấp sẵn sàng lên để đợi thôi. 800, ok. Đắt phết nhờ. Ánh sáng này. Ánh sáng mất khoảng 500 mà mình còn tận 1.900 mấy cơ. Electric 320. Cái nào không mất game ta cứ nâng cấp hết lên anh em ạ. Không phải. Cái này không nâng cấp được tại vì là thiếu này.
Rồi. Pua. Pua mất 17M, nhưng vấn đề là chúng ta hết hết diện tích đất rồi. Không không nâng cấp lên được, tạm thời sẽ không nâng lên được rồi. Ánh sáng này. Nâng lên 800 này, ngon ngay. Light hết rồi, bây giờ hết cái mấy cái cục ánh sáng rồi anh em. Có môi trường nào thì mình nâng lên môi trường đấy đi cho nó. Có thể chứa thêm, có thể 5 con rồi cả. Uầy, kinh nhỉ. Còn chứa thêm nữa cơ. Rồi thì chúng ta sẽ vào trong phần Louis Battle đánh và trong phần Arena Battle để đánh luôn nha. Ở đây có 3 trận. Sẵn sàng sử dụng cái team này và để đánh để kiếm thêm được chứ là 5 game. Chiều nay diễn ra của Heroic rồi. Chúng ta sẽ đang chờ đợi của Heroic này. Vào lúc 5 giờ chiều, có lẽ là mình sẽ làm cái clip sớm thôi, tầm khoảng không biết là mấy giờ đây, 5 giờ đã có rồi à? Tầm khoảng 5 rưỡi có thì đẹp cho anh em xem nào đẹp đấy. 5 giờ mình vào mình làm này. Chắc mình làm tầm khoảng 20 phút và sẽ đăng lên tầm khoảng mất 10-15 phút gì đấy. Đấy. Sẵn sàng để cuộc chờ đợi cuộc đua. Ôi trời. À ra con này thì nó cũng khắc hệ mình nên mình cũng không phải. Và chúng ta con My Block sẽ khắc hệ được cái con một sừng này. Không có gì phải lo lắng cả. 19.000 này. Pua cộng này, 44.000. Một hit nữa sẽ die. Chạy đâu? Chạy đi đâu? 45.000 máu này. Tori 500 thức ăn. Cái này cũng sẽ là đánh luôn rồi nhỉ. 67.900 máu và chúng ta có Primer ở đây. Tấn công ạ. Tấn công này 38.000 máu. 43.000. Con này thì có chiến binh là dễ dàng là hạ rồi. Nó thêm con Pua nữa. Đáng lẽ nên để lại con này. Không cần, không cần thiết lắm. Mấy con kia cũng đủ hạ xong cái con Pua Flame này rồi. Nó tổng có 39.000 máu thôi. Không quá khỏe. Đấy. Hai đòn thôi là sẽ đai nha. Phai này. Phai cộng này. Đai ngay. Thêm một chiêu nữa trong này là chúng ta sẽ kiếm thêm được. Đó chính là 5 viên game nha anh em. 51.100 máu kìa. Và chúng ta sẽ dùng chiêu Primer luôn thôi. Nó có con nào hệ Pua nữa không? Hết hệ Pua rồi. Con này là hệ chiến binh. Mình cần băng giá để giết nó thôi là xong. Và nó khắc hệ mình luôn ạ. Con này nó có vô cực. Cho nó có băng giá đây. Nó là chiến binh nhưng mà. Hai Malicious Dragon. Không biết lần này con rồng Heroic có đẹp không nữa. Thế tiếp mình lên trên mạng để tìm cái video của nó và để chiều ghép cái video ấy vào trong cái phần intro của video Dragon City. Nó rất là đẹp đấy. Thông thường thì mỗi cuộc đua Heroic sẽ trên trang YouTube của Dragon City ấy, trang chủ ấy, thì sẽ có một video giới thiệu về con rồng Heroic đấy. Khá là đẹp. Rồi chúng ta kiếm thêm được 5 viên game nữa và chúng ta sẽ chuyển qua cái phần đó chính là Eternal War 3. Chưa sẵn sàng để chuẩn bị đua thôi. Ồ, nhưng mà có một con rồng, vấn đề là cái chỗ này chúng ta đang rất là nhiều rồng. Không biết đã nở hết ra chưa? Chưa rồi. Con này còn 11 tiếng, con này 7 tiếng, con này sẽ chiều sẽ nở này. Hai con này lâu rồi đây. Và mình còn ô rồng lên này nữa. Hơi bị lằng nhằng rồi nha. Cái này thì trồng thì đến 8 tiếng à? 9 tiếng à? Chết tiệt, 9 tiếng thì nó sẽ rơi vào khoảng mấy giờ nhỉ? 9 tiếng thì 16 9 18 giờ là 6 giờ, có lẽ mình sẽ dùng cái trồng thức ăn nhanh này là xong ngay. Đây đây. Có ngay. Đó, sẵn sàng tầm khoảng 1 tiếng thôi. Sắp được luôn rồi. Để luôn hai cái chuồng này nha, để sẵn sàng để chiều nay là sinh sản là Terra Dragon gì gì đấy. Đấy, rất là nhiều thứ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đua Heroic chiều nay. Nazca, Infamous và Darkstar 38, 33 và 38. Bóng tối thì ánh sáng thôi. Mấy con này Epic, hai con Epic thì không không quá khó này. Tiếp theo sẽ là một con chiến binh thì nó sẽ sợ băng giá thôi. Ồ, nó có cả vô cực ở đây cả. Hơi hơi ấy nhỉ. Hơi khó chơi một tí. Rồi chúng ta sẽ lấy con băng giá này. Rồi, có lẽ là chúng ta sẽ vẫn đánh được. Bọn nó yếu mà, lấy Epic thì yếu thôi, không phải khỏe nữa. Đánh thoải mái. Ok, chúng ta sẽ đánh nhau với 43.000 máu kìa. Rồi, con này một hit thôi. Không, có lẽ phải hai hit thì mới giết được nó. Đúng, nó khá là trâu.
Trâu vãi tèo á. Chú hãy đổi sang con này đi, tại vì là sợ là nó sẽ đổi sang cái con Dark Star này và nó sẽ khắc hệ mình luôn. Toàn 43.000 máu nhá. Cái này là 33. Chúng ta sẽ có băng thôi, có mỗi băng thôi, chẳng có chiêu gì khác cả. Ô, nó có bóng tối, thôi chết rồi, vũ trụ có thể là sẽ đai. Nhưng phải giết con này trước đã. Không biết là sẽ có nó sẽ đẩy đam lên tầm. Ôi, chưa chết được đâu. Mày phải chết đây. Một bé. Con này sẽ là 36.000 máu. Chúng ta thắng đến thắng trận này được rồi, nhưng mà mất một con hệ băng. Mà hệ băng khá quan trọng. Hệ băng khắc chế được cả hệ chiến binh cơ. Không có hệ băng hơi khó chơi. Nhờ. Yeah. Một trận thắng và cái hòm tận 7 phút nữa thì mới hồi à? Có lẽ mình sẽ nên đợi 7 phút nữa đi, tại vì là bia đánh thì nó cũng hơi phí, phí cái điểm này. Thì em sẽ đánh sau vậy nha. Rồi kim cương vào thủ tí. Con này vào thủ một chút này. Và ok thì chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Dragon City. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.